Chào mọi người, hôm nay em lên đây để xin mọi người cho em lời khuyên với ạ. À. Chẳng là em năm nay 20 tuổi, chưa một lần yêu ai, cũng chưa một lần cầm tay gái. Thời gian gần đây, bỗng có một em gái đối xử rất tốt với em nên em không biết có phải em ấy đang thích em không nữa. Chuyện là sau một năm ở ký túc xá, sang năm 2 em muốn chuyển ra ngoài ở để thoải mái hơn và cũng tính đi làm thêm. Sau 7 7 49 lần đi xem nhà thì em đã chốt được một phòng cách xa trường một tí, nhưng được cái giờ giấc đi lại tự do mặc dù nhà cô chủ nhà ở ngay gần cổng ra vào của dãy trọ đang lôi hoay dọn dẹp đồ đạc một mình thì em nghe thấy tiếng gọi em chào anh anh mới chuyển đến ạ à? anh có cần giúp gì không em quay ra thì trước mặt là một em gái xinh xắn đang nhìn em với đôi mắt to tròn thật chứ đôi mắt này mà còn đú cái trên good girl trên tiktok thì ăn đứt mong với ngực em như chết đuối trong đôi mắt em ấy dù hồi cấp 3 có đạt giải nhất bơi toàn tỉnh em ấy gọi lại câu nữa thì hồn em mới về với xác em giật mình đáp lại ừ chào em anh là bách mới chuyển đến còn em là dạ em là nguyệt anh anh cứ gọi em là na cũng được em là con gái mẹ mai cô mai là chủ giải trọ của em em thấy anh chuyển đồ có một mình để em giúp anh nhé đã đang mệt lại có người giúp xong kèm combo xinh xắn cộng con gái chủ nhà thì ai lỡ lòng nào lại từ chối làm thế thì xứng đáng ế trọn đời Thế là với sự có mặt của em gái xinh xắn, em tăng thêm 200% sức khỏe. Nhòn cái đã dọn dẹp xong. Chưa kịp cảm ơn thì đã không thấy em ấy đâu. Em tính tối sang nhà cọc nốt tiền thì sẽ cảm ơn em ấy. ấy thế mà bỗng dưng em ấy lại xuất hiện trước cửa, tay cầm hai quay kem rồi bảo Anh ơi, anh ăn kem này. Thế là chúng tôi đứng đó, ăn cơm trước kẻng. Y lộn, ăn kem trước cửa. Nói chuyện một lúc thì em ấy ít hơn em một tuổi Học cùng trường em luôn Đúng kiểu duyên trời định Trai chưa vợ, gái chưa chồng, nói chuyện lâu ngày rồi cũng thân thiết nhau hơn. Hôm thì đưa nhau đi học, hôm thì đưa nhau về. Thì thoảng lại được nghe máy gọi vọng vào. Anh Bách ơi, ra cứu em với. Nào là sửa tivi, sửa máy tính hay sửa điện thoại. Mấy lần mẹ em máy bảo mang ra hàng, nhưng Na cứ bảo em sửa. Cũng may là hồi ở ký túc, mấy ông khóa trên có chỉ một vài cái mèo nhỏ sửa đồ lặt vặt, bảo sao để tán gái. Đúng là thế thật, xui rủi sao, Điều hòa phòng em lại hỏng đúng đợt nắng nóng vừa rồi Em tính ra nét ngồi cho mát Mà cũng trẻ Vừa có đồ ăn nước uống Không ngủ được thì làm trận game Tầm 11 giờ Em dắt xe ra thì gặp Na Sau khi biết được em định ra nét Thì em ấy bảo Hay anh lên nhà em ngủ Nhà em còn dư một phòng Mà bố mẹ em thì đi du lịch rồi Nên không có ai đâu Nghe thì cũng hấp dẫn Nhưng tính em là trai ngoan Nên cũng ngại Em nhất quyết từ chối Nhưng em nó lại lôi cái lý do sợ ma ra kèm bộ mặt đáng thương Thế là em cũng lên nhà em ngủ Nhưng chúng em ngủ riêng phòng Sau khi chuẩn bị ngủ Em ấy lại gõ cửa phòng em Mở cửa ra thì em thấy một na hoàn toàn khác Em ấy mặc một chiếc váy ngủ khá sexy Khác hẳn so với phong cách của em ấy hàng ngày Em ấy bảo muốn chơi bài Vì ngủ một mình vẫn sợ à, Tự dưng trước lúc đó lại nổi dông gió sắm chớp Đêm hôm đó Em và em ấy chơi bài đến khá khuya Hai đứa cũng có uống bia Xong thiếp đi lúc nào không hay sáng tỉnh dậy thì em thấy em ấy đang ôm em em ấy vẫn rất vui vẻ không tỏ ra bất ngờ hay gì cả em thì vẫn chắc chắn đêm đó chỉ ôm nhau ngủ sau hôm đó em ấy hay thể hiện tình cảm một cách công khai và mạnh bạo hơn từ việc ôm em đi đường hay thơ má nhau chào tạm biệt mọi người cho em hỏi như thế có phải là em ấy yêu em rồi đúng không ạ à? đã thấy hôm vừa rồi đóng tiền nhà cô chủ nhà lại bớt cho em một ít bảo thấy sinh viên nghèo ngoan ngoãn nên cô giảm tiền cho điều này làm em càng bối rối hơn. Mọi người có thể cho em xin thêm lời khuyên được không ạ? Mình đang ngủ thì một số lạ gọi tới. Bên kia vừa cất giọng, mình đã biết là ai, liền hỏi. Đêm rồi có chuyện gì mà cậu gọi vậy? Cậu liền nói rằng rất nhớ tôi, rất muốn được thấy tôi. Cậu ấy nói đang ở dưới nhà, tôi có thể xuống được không? Tôi lặng lẽ ra cửa sổ nhìn xuống Bao nhiêu ký ức liền ùa về Năm đó chúng tôi đều chỉ là những cô cậu học trò Em gái tôi bị em trai cậu tát một cái Vậy là tôi kéo theo năm chị em nữa Xuống lớp em cậu Và em cậu đã gọi cậu xuống Mấy đứa mới chửi nhau Chưa kịp đánh thì đã bị giám hiệu gọi lên Ngoài bàn kiểm điểm Cô hiệu trưởng bắt cả đám đứng bắt tay xin lỗi nhau ở cổng trường 50 phút sau đó cậu liền theo đuổi mình Để mình đồng ý làm người yêu Cậu sáng nào cũng mua đồ ăn sáng Leo năm tầng lên đưa cho mình Rồi lại về lại lớp Chiều nào cậu cũng mang bánh kẹo lên Rồi hỏi xem mình có bài gì chưa hiểu không Đưa cậu giúp Cứ vậy khoảng 3 tháng sau thì hai đứa yêu nhau Tình yêu khi ấy đơn giản tới vậy Hai năm sau chúng ta lên đại học Cậu khi ấy vô cùng nghiện game Vì game cậu không ít lần quên đón tôi quên mang đồ cho tôi thậm chí quên cả đang nói chuyện dở với tôi tệ hại hơn là cậu đã phải lòng một nữ game thủ trong game để lấy lòng cô ấy cậu đi vay mượn khắp nơi mua đồ xịn trong game cho cô bạn đó để cô ấy vui cậu cũng bỏ hẹn với mình ở nhà cày ranh cùng cô ấy cậu thậm chí còn nói với cô ấy rằng mình không thấu hiểu được đam mê chơi game của cậu nói mình suốt ngày chỉ nghĩ tới tiền và tương lai thực sự khiến cậu ấy rất mệt mỏi. Điều cậu không ngờ nhất có lẽ là cô gái trong game đó chính là mình. Vì muốn hiểu cậu hơn, muốn học chơi game và cũng là muốn thử cậu nên mình đã đóng giả một cô gái khác. Đáng buồn thay, nhờ đó mình hiểu hơn về hình ảnh mình trong mắt cậu. Ngày cậu tỏ tình với cô gái trong game cũng là ngày mình ngả bài và chia tay cậu. Rõ ràng vẫn chưa chia tay mình nhưng lại muốn bắt đầu luôn với một cô gái khác. Nghĩ đến đây, máu nóng của mình lại dồn lên não, mình liền trả lời: "Xuống gặp cậu để thử thách sự chịu đựng của não hay kìm chế của nắm đấm à? Biến ngay trước khi mình xuống nhà thả chó. Tưởng mình là cái gì? Muốn yêu đương sao cũng được à? Cậu nên dừng lại ảo tưởng lại đi." Đầu dây bên kia im lặng rồi thở dài chào tôi, "Vĩnh biệt, đừng hẹn ngày gặp lại nhau." Có lẽ sẽ không ít bạn cho rằng tôi bị điên và nói rằng bất kỳ phép thử nào trong tình yêu cũng chính là thứ thuốc độc giết chết tình yêu nhanh chóng nhất nhưng với tôi tôi không hối hận vì hành động năm đó của mình bởi trung thủy vốn là một phẩm chất mà không phải ai cũng có với người không có sớm muộn gì họ cũng sẽ phản bội bạn mà thôi chỉ là sớm hay muộn vậy thôi đánh ghen bằng mắm tôm và cái kết. Chào mấy bạn, mình là nữ đã có chồng rồi. Ôi quê quá mấy bạn ơi. Thấy trên phim mấy người ta đánh ghen đã cái tay ghê, còn mình cũng đi đánh ghen mà cái kết nó lạ lắm. Chuyện là mình làm nội trợ, chồng mình đi làm từ sớm, còn bảo là nay có việc gấp về trễ nữa. Mình đang lui cui nấu cơm trong bếp thì nhận được điện thoại của nhỏ bạn thân. Mày đang làm gì đấy? Mày phải bình tĩnh nha. Tao bảo nè, Ông quân nhà mày có bồ nhí rồi Tao đi mua sữa cho con á Thì gặp ông đang chở con nào đó trẻ đẹp lắm Tao chạy theo dõi Thì thấy họ đang đi lanh quanh khu trung lương Tìm nhà trọ đây nè Mày đến ngay đây Bác quả tang đánh ghen một trận cho tao Mình nghe xong tai như ù đi luôn Giọng bắt đầu trung chảy lấp bắp Chạy chạy ra luôn hả mày Mà tao mang theo gì để đánh ghen giờ còn bạn thân mình nghe xong thì như muốn hét vào điện thoại. Nhà có dao kéo gì mày cầm hết theo. Phen này cạo đầu bôi vôi nó. Có axit cũng cầm theo luôn. Tạc cho nát mặt nó cho tao. Nhà có thanh niên trai tráng dẫn theo càng tốt. Đánh cho nó lên bờ xuống ruộng luôn. Nhanh đi. Tao bật định vị gửi cho mày. Đến ngay đi. Để chúng nó thoát đó. Nói rồi bạn thân cướp điện thoại cái cực. Mình bên đây trong đầu hỗn loạn suy nghĩ. Đâu buồn xen lẫn hồi hộp và đặc biệt là không biết đem theo cái gì để đánh ghen cho ngầu đây. Mình đứng hình 30 giây, ngẫm nghĩ lại lời nhỏ bạn dặn. Nãy nó nói là cầm dao kéo. Mình thì vốn nhát gan rồi, còn sợ máu nữa. Con gà còn không dám chọc tiết. con cá còn không dám làm thịt. Huống gì là làm tổn thương tới ai? Gặp mình sợ pháp luật bắt bỏ tù nữa. Ui chà, dao kéo chắc là không ổn rồi. Nãy bạn thân còn bảo là đem axit đó hả? Acid chứ có phải là dầu ăn đâu mà có trong nhà tự nhiên cái nhắc đánh ghen bằng axit cái mình nhớ lại bộ phim ma mười ngày xưa từng xem á tạc axit tiểu tam xong nó đi đời ít hôm nó lại hóa thành ma quỷ đến nhát mình nữa mình không có sợ tiểu tam chứ mà sợ ma lắm thôi thôi bỏ qua cái vụ axit luôn còn thanh niên trai tráng thì nhà có mỗi ông chồng là lực lưỡng bà khổ nổi về phe tiểu tam rồi đang bí bách quá thì mình trông thấy lọ mắm tôm trên bếp chà đúng rồi ha không dám làm sức mẻ gì tiểu tam thì mình cho nó thối thôi cũng được mình quơ lọ mắm tôm sẵn tiện gom luôn mấy chai nước mắm theo nữa vậy là mình thẳng tiến băng băng theo định vị của bạn thân vừa đi trong đầu vừa nghĩ ra đủ cảnh đánh nhau rồi chất vấn chồng và tiểu tam mình thắng xe cái két ngay điểm hẹn đưa cho bạn thân mình chai nước mắm còn mình thì cầm hũ mắm tôm và lao vào phòng trọ trong sự ngỡ ngàng của chồng ủa vợ em đến đây làm gì tôi mới là người hỏi anh mới đúng anh đến đây làm gì anh đưa cháu vi đi xem nhà trọ con bé năm nay vào đại học này sáng mẹ nó mới nhờ anh dẫn tức thì anh chưa kịp nói với em định tối về anh kể đây mình ngơ ngác nhìn chồng rồi nhìn sang tiểu tam con bé nhanh nhỏ cởi khẩu trang và chào cháu chào cô ạ à. cháu là vi con của bác hai doanh ạ à. Ôi chào, đúng là vi cháu họ của chồng mình rồi. Mình nhìn sang bạn thân thì nó cũng chưng hững, không kém, rồi dần chuyển sang quê quê. Chồng mình liền nhìn chầm chầm vào hũ mắm tôm và chai nước mắm trên tay mình và bạn thân. Hai đứa bọn em làm gì mà tay sách nách mang? Mà nãy anh hỏi sao em biết anh ở đây xem không trả lời? Mình vội lấp bắp biện minh. Dạ, em đi siêu thị với bạn. Vô tình thấy anh nên là em ghé vào chỗ anh với cháu Vi chiều nay. Về nhà ăn bún đậu mắm tôm ạ. À. Con bạn mình cũng hùa theo chữa cháy. Dạ đúng rồi, em sợ có người không ăn được mắm tôm, nên là em mua thêm nước mắm nữa. Chồng mình nhìn mình ngờ vực, rồi mỉm cười gian trá. Như thế là anh đoán ra được hết rồi. Kết quả là không có đánh ghen gì hết á. Chỉ có một mẹt bún đậu mắm tôm thật là to, cho buổi tối cả nhà quay quần thôi ạ. À. Chào ôi, suốt bữa ăn mình chấm mắm tôm và nghĩ đây là thứ mình định tạc vào người bé Vi Tiểu Tam mà ta nói nó quê gì đâu luôn á. Cô người yêu trẻ trâu. Chào các bạn, tôi là Nam, đã 29 tuổi rồi, người yêu kém tôi tận 8 tuổi. Bố mẹ em và bố mẹ tôi là bạn bè lâu năm của nhau, hai đứa yêu nhau cũng được 2 năm rồi. Đúng kiểu nuôi em từ thuở còn thơ, chờ em lớn mới cưới luôn. Gia đình hai bên thì định là năm sau em học xong đại học thì tính chuyện trăm năm. Mà giờ tôi thấy hoang mang quá các ông ạ. À. Ai bảo chồng già vợ trẻ là tiên đâu, chứ tôi thấy có con người yêu trẩu tre tôi sắp bị điên rồi này Em người yêu của tôi thì cái gì cũng tốt Duy chỉ có cái tính trẻ con quá Lúc đầu nghĩ là từ từ em lớn Em sẽ trưởng thành Nhưng mãi hay trầu em vẫn cứ trẻ trâu như thế Tôi góp ý mãi mà không chịu thay đổi Ở đây có ông nào mà cãi nhau với người yêu Hoặc chọc gì người yêu Giận một xíu thôi là lại giấy nảy lên Một hai đội chia tay không Ta nói nó mệt kinh khủng luôn á mà chia tay một phát là hủy kết bạn trên mọi mặt trận xã hội từ Facebook, Zalo, Instagram đến cả TikTok cũng bỏ theo dõi. Xong sau nửa ngày, một ngày hay lâu nhất là hai ngày là làm hòa thì lại áp Zalo, Facebook các thứ lại. Bạn bè mình thấy thì vô công mình treo. Ủa, hai người yêu nhau hai năm mà chỉ mới bạn bè trên Facebook có hai ngày thôi à? Coi có quê không rồi chứ? Chưa hết đâu nha. Hô chia tay một phát là em xóa hết ảnh bìa, ảnh đại diện là hình chung của hai đứa, đổi lại thành hình màu đen, rồi có hôn bạn bè tưởng có người thân qua đời nên vào có mình chia buồn cùng bạn và gia đình thì em lại sồn sồn lên chửi người ta vô duyên các bạn bật lại ủa Chia tay người yêu thôi mà đổi ảnh thành màu đen chỉ cho người ta tưởng nhầm có người thân mất nên chia buồn rồi chửi người ta ủa một tuần bảy ngày thì chia tay hết sáu ngày rồi hả thì em lại cấu rồi lại quay sang cằn nhằn tôi tại anh làm em giận nên em mới ra nông nổi đấy ủa alo em ơi ai muốn em giận ta nói rảnh thì cái chẳng đùa Sẵn đây tôi nói luôn Người yêu gì mà dễ giận kinh khủng Đôi khi đi chơi chẳng làm gì sai ti tỷ tỷ tì tỷ tì tì tình huống ngoại quan Xảy ra không đúng với em Thì em bỗng giận tôi Đi chơi gặp trời nắng nóng quá Làm da em đen thêm Em cũng giận Đi Đà Lạt gặp trời mưa Cũng giận Uống trà sữa không đúng và yêu thích Cũng giận Đi shopping không mua được gì Cũng giận nốt Nhiều khi tôi thấy Em lấy tôi ra làm vật trúc giận kiểu Giận cá chém thớt ấy Chứ chẳng yêu thương gì tôi đâu Có khi thấy em giận vô cớ quá Tôi chẳng thèm xin lỗi hay năn nỉ Và rồi chiến tranh lạnh Thì em khóc lóc âm um sầm ấm cơ tỏi lên Vấn đề có xíu mà cứ làm quá lên Em cứ khóc lóc rồi mát với bố mẹ em Xong bố mẹ em xót con lại nói chuyện với bố mẹ tôi Bố mẹ tôi lại nể năng gia đình bạn bè Nên cũng trách móc tôi nốt Còn tôi thì mắc mặt vô cùng Ai đời hơn 20 tuổi rồi Mà yêu đương còn mát phụ huynh Vậy là mỗi lần em giận thì tôi cũng cố gắng kìm lòng mà năn nỉ cho qua Chứ nhiều khi chả thấy mình sai hay quá đáng ở đâu cả Được nước em càng làm tới Nhiều lúc tôi không hiểu nổi sao tôi có thể chịu được được em trong suốt cả hai năm qua Bố mẹ hai bên thì cứ dục chuyện kết hôn Nhưng giờ tôi chán lắm rồi các bạn ơi Giờ em vẫn đang giận tôi Vì tôi gọi phở cho em mà quên dặn cô chủ tiệm đừng bỏ hành vào đây Coi có nản không coi chứ Xin chào mọi người, Chắc hẳn gần đây, ai hay phải di chuyển bằng phương tiện cá nhân theo đã rất quan tâm đến giá xăng. Xăng cứ tăng vài đồng, là lòng lại đau thêm nhiều phần. Bản thân em thì thấy quá là hạnh phúc và phải biết ơn vì giá xăng tăng. Nhờ thế mà em đã thoát kiếp FA hơn 20 năm nay. Giới thiệu qua một chút, thì em năm nay 23 tuổi, cũng đã đi làm được gần một năm. Em học IT, lương cũng chỉ ở mức 7 triệu, cộng thêm các khoản khác thì tầm khoảng 10 triệu. Tưởng ở một mình thì em sẽ tiết kiệm được vài đồng, nhưng khổ nổi nhà em cách công ty tận 15 cây Xong xăng thì đắt Thế là mấy tháng gần đây chả tiết kiệm được đồng nào Cứ đà này thì chả biết bao giờ em mới tích góp đủ tiền lấy vợ mất Thế rồi tháng trước Phòng em có một bạn nhân viên mới Bằng tuổi em vào làm Tên là Nhi Lúc đôi môi trái tim của bạn ấy giới thiệu bản thân chưa có người yêu Sẵn sàng open relationship Thì em thực sự đã trúng tiếng sét ái tình Nhi có dáng người nhỏ nhắn Hai mắt to tròn và cười rất tươi Đúng gu người con gái em hằng ao ước và ông trời đúng chiều lòng người. Bạn ấy được xếp ngồi cạnh em. Trước giờ em vẫn luôn thắc mắc sao con gái có thể thơm đến như vậy. Chẳng bù cho mấy thằng được bọn em. Không hôi nách đã là may lắm rồi. Kể từ ngày có bạn ấy ngồi cùng, cuộc đời em bỗng tràn đầy hương thơm và đầy màu hạnh phúc. Ngày trước thì em toàn sắc giờ mới đến công ty. Nhưng từ khi Nhi vào làm, ngày nào em cũng đến công ty gần như sớm nhất và cố tình mua hai phần ăn sáng để dành cho Nhi. Vì em thấy hầu như buổi sáng bạn ấy đều không ăn. Thế rồi buổi trưa thì Nhi lại rủ em đi ăn trưa cùng. Do chúng em bằng tuổi nên cũng nhanh chóng thân thiết hơn so với mọi người. Có hôm phải tăng ca, văn phòng chỉ có em và Nhi. Bạn ấy nói chuyện và cười với em rất nhiều. Thế là tăng ca xong, chúng em lại đi ăn tối với nhau. Cứ quấn quýt cảm giác như đã là một đôi từ lâu lắm rồi ấy. Tuần trước, em được xếp giao đến một công ty khách hàng kiểm tra hệ thống và Nhi được cử đi theo em để học hỏi thêm. Hôm đó, xe em lại hỏng nên chúng em đi xe của Nhi vừa ngồi lên con sh -mode của bạn ấy. Bật xe lên thì em thấy kim xăng không nhúc nhích. Lúc này, Nhi bảo em sáng bạn ấy quên đổ xăng. Nhưng thôi, tiện cổng công ty có cây xăng nên chúng em vẫn lên xe và đi. Vừa dắt xe vào cây xăng, Nhi đưa em 100k để đổ xăng. Nhưng đàn ông con trai đã đi xe nhờ ai lại lấy tiền bao giờ. Em bảo Nhi cất đi và giống giặc hô to. Cho em đầy bình. Đổ xăng xong, trên đường đi, Nhi bảo em xăng đắt thế mà cậu đổ cho tớ đầy bình luôn à đã thế còn gần cuối tháng để tí tớ đưa lại tiền cho cậu nha thôi cậu không cần trả lại tớ đâu nếu cậu thấy ngại thì tối nay đi chơi với tớ cho hết bình xăng là được này ông khôn thế có mỗi bình xăng mà đòi lấy của người ta cả buổi tối hả thế rồi đến giờ tan làm do bận nhiều việc nên em mới lại tăng ca thì thấy Nhi vẫn ở lại dù bạn ấy đã xong việc em mới quay sang hỏi ơ ờ, sao cậu chưa về thì có người bảo phải đi chơi cho hết bình xăng còn gì Ôi Nghe đến đây thì em vứt hết công việc đi chơi luôn chứ còn gì nữa Ai à, lại để con gái chờ đợi bao giờ Kể ra mà xe có hai bình xăng Chắc em cũng đổ tràn hai bình mất Chúng em đưa nhau đi hồ Tây Xem hạ cờ lắng bát Lượng lời ba sáu phố phường Mà xăng mãi không hết Lúc này đã gần 11 giờ Nhi có bảo em đi về nghỉ mai còn đi làm Em chưa kịp nói gì thì bạn ấy bảo luôn Yên tâm Xăng còn thì tối mai mình lại đi chơi nha tớ không đi chơi với ai đâu Dán tem niêm phong cho cậu luôn đó Nói xong Bạn ấy vòng tay lên ôm em Cuối cùng sau hơn 20 năm Em đã biết cảm giác con gái ôm sau xe là như thế nào Lần này là thật chứ không còn là trong mơ Hay trong các tiết mục văn nghệ Đúng là chúng em chính thức yêu nhau Ngày ngày chúng em đưa đón nhau đi làm Khi thì em đón Nhi Khi thì bạn ấy đón em Các cụ dạy cấm có sai Đàn ông con trai ra ngoài cứ phải tự tin Ăn to nói lớn Mọi việc ắt sẽ thành công